em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ của Watch Việt Nam. Thì hôm nay mình đã về trên tay và giới thiệu đến cho các bạn một cái chiếc đồng hồ nó rất là độc. Thật là một cái chiếc đồng hồ có thể nói là thuộc vào hàng ngoại cỡ trên những cái chiếc đồng hồ đeo tay. Cái chiếc đồng hồ này thì nó thuộc về cái nhãn hiệu đồng hồ Invicta các bạn nhé. Thì Invicta thì có nhiều bạn nhầm thì thường đánh đồng nó với những cái nhãn hiệu đồng hồ của Trung Quốc. Đấy, vậy thực ra thì cái nhãn hiệu này thì nó là nhãn hiệu đồng hồ của Mỹ. Nước Mỹ thì họ thường rất là chuộng những cái dòng sản phẩm thời trang giá rẻ. Đấy, vì người Mỹ là họ rất là thực dụng, cho nên là thường thường có những cái dòng sản phẩm anh em thường nhầm với lại những cái hãng đồng hồ Trung Quốc. Thì Invicta là một cái nhãn hiệu đồng hồ nó rất nổi tiếng của nước Mỹ, chuyên về những cái dòng sản phẩm giá rẻ. Tuy nhiên là bên cạnh đó thì họ cũng có nhiều cái chiếc đồng hồ rất là chất lượng và cái phong cách thiết kế của họ cũng cực kỳ là độc đáo. Và cái chiếc đồng hồ mình đang cầm trên tay là một trong những cái chiếc đồng hồ như vậy. Cái bộ hộp đựng của chiếc đồng hồ cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, nó làm bằng giấy bằng vàng. Ở ngoài thì nó sẽ bọc giả da và các bạn có cái dòng chữ Invicta nhũ vàng ở đây. Đấy, bây giờ mình sẽ mở hộp ra cho các bạn xem. Hộp nó rất là đơn giản thôi. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây là cái hãng đồng hồ giá rẻ, cho nên cái hộp mà các bạn thấy là nó cũng rất là tiết giản, không có gì nó quá đặc biệt. Đấy, nâng còn là ni lông như thế này. Cái này là ship từ bên hàng Mỹ, nhưng mà ship là lấy từ bên thị trường Nhật về. Đấy, như các bạn đã thấy, một cái chiếc đồng hồ trông nó rất là trông nó dị. Nói chung là một cái chiếc đồng hồ nó rất là dị và trông nó cực kỳ là hầm hố. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem về cái chiếc đồng hồ này. Đầu tiên là mình sẽ lên một vài vòng cót cho nó chạy đã. Đa số tất cả những cái dòng Invicta thì hầu hết nó sử dụng máy dòng NH của Senco các bạn nhé. Chủ yếu là máy của Senco hoặc là máy Citizen. Cá biệt có một vài chiếc là nó sử dụng máy của Thụy Sĩ. Nói chung là đồng hồ Invicta thì cơ bản nó cũng khá là chất lượng. Đó. Thì cái chiếc đồng hồ này thì cảm giác đầu tiên khi mà chúng ta cầm lên tay thì nó rất là nặng các bạn nhé. Cực kỳ là nặng. Một cái chiếc đồng hồ với cái phong cách là to, dày, nặng và rất hầm hố. Khi mà chúng ta cầm tay nó cảm giác nó hơi choáng ngợp một chút. Không chỉ cân nặng thôi mà bên cạnh đó chúng ta có về cái mặt kích thước của chiếc đồng hồ nó cũng rất gây choáng ngợp khi mà chúng ta nhìn vào. Cái chiếc đồng hồ này thì cái kích thước của nó sẽ lên đến khoảng tầm 50mm ở phần mặt trước các bạn nhé. Đấy, 50mm, đây là một kích thước nó rất là to. Đây là mình sẽ thử cho các bạn xem. Đây là một cái chiếc đồng hồ 40mm, 45mm và các bạn thấy là đặt bên cạnh nó lọt thỏm luôn. Đó. Hay là cái chiếc Omega này 42mm này càng bé hơn. Một chiếc đồng hồ nó rất là khủng bố và chỉ dành cho những anh em nào có cân nặng khoảng từ 1 tạ đến 1 tạ bà. Và bên cạnh đó thì cái bộ tay càng của cái chiếc đồng hồ này cũng rất là dài. Từ cái đầu càng này sang đến đầu càng kia nó lên đến 60mm. Và cái dòng này thì đối với riêng mình thì mình chỉ đeo được trên cổ chân thôi chứ không thể đeo được trên cổ tay. Đấy, mình sẽ thử lên tay cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa? Tay mình cũng là 16 năm mà khi đeo vào nó giống như đeo một cái cục sắt trên tay vậy. Nó rất là khủng bố. Về cái mặt kích thiết kế của cái chiếc đồng hồ này thì nó sẽ làm từ thép không gỉ toàn thân. Và đây là một cái chiếc đồng hồ có bộ thân vỏ nó khá đặc biệt, và chốc nữa thì mình sẽ đề cập sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần mặt số của chiếc đồng hồ. Ở phần mặt trước của chiếc đồng hồ nó sẽ được bao phủ bởi một cái lớp kính sapphire trong suốt và nó có tráng phủ lớp chống phản xạ ánh sáng các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần lớp tráng phủ nó khá là dày, và khi chúng ta có cái ánh đèn hắt lên các bạn sẽ thấy có ánh màu tím ở đây. Đây chính là cái lớp AR tráng phủ chống phản xạ ánh sáng khá là tốt. Cho nên là khi chúng ta nhìn vào cái lớp kính này, chúng ta thấy được cái phần mặt số nó khá là trong. Ở phần mặt số của chiếc đồng hồ này thì về cơ bản tính năng nó rất là đơn giản thôi. Nó chỉ gồm mà tính năng xem giờ, phút và giây, và không có thêm tính năng gì đặc biệt khác. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt nhất trên chiếc đồng hồ này thì nó là một cái dạng đồng hồ mặt số, cũng như thân vỏ nó được chạm trổ theo phong cách dragon, đó là dạng con rồng. Đấy, các bạn thấy là cái mặt số có màu nền xanh. Và các bạn sẽ thấy ở bên góc bên phải chúng ta được chạm trổ hình con rồng ở đây. Đối với người châu Á nói chung và thậm chí là cả người châu Âu thì cái biểu tượng con rồng nó đại diện cho quyền lực cũng như là cái bậc vua chúa. Cho nên là cái hãng Invicta là họ sản xuất ra cái dòng sản phẩm Dragon này nó cũng tương đối là phù hợp đối với chúng ta. Ở phần trung tâm chúng ta có một bộ ba kim, đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Đấy, cái bộ ba kim này cũng được thiết kế trông rất là quý tộc, khá là to bản, có màu trắng bạc. Bộ kim này thì nó lại không có cái dạ quang. Đó, và nó sẽ lại cũng thiết kế nó hồng đây.
Theo mình thì nếu như mà nó có dạ quang một chút thì tuyệt vời hơn. Tuy nhiên là nhà sản xuất có lẽ là họ đã bỏ đi cái phần dạ quang này để chúng ta có thể là cảm nhận được cái phần skeleton tuyệt vời hơn. Và chủ yếu là nó nhấn mạnh đến cái phần nền ở đằng sau. Ở bên góc này chúng ta có dòng chữ Invicta được in nổi ở trên. Và đây chúng ta có phần hở máy dành cho cái chiếc đồng hồ này. Nói thì về cơ bản cái mặt số của nó cũng đã rất đặc biệt rồi. Các bạn thấy cái phần con rồng này thì nó sẽ in có phần hơi nổi lên một chút thôi, có màu vàng nổi hơi một chút lên cái trên cái nền màu xanh này. Về cái phần thân vỏ của chiếc đồng hồ này thì như mình đã nói ngay từ đầu thì nó là một cái chiếc đồng hồ nó được làm từ thép không gỉ ấy, và nó rất là nặng. Cái phần thân vỏ này thì các bạn để ý kỹ thấy thì cái phần thiết kế của nó rất đặc trưng bởi những cái hình khắc như thế này. Đó, những hình khắc ở xung quanh thì nó sẽ làm nhám và những cái hình hoa văn thì người ta sẽ làm nổi hẳn lên trên và được đánh bóng. Đấy, các bạn sẽ thấy các chi tiết nó rất là đẹp. Cũng không phải là hàng thủ công, cái dòng này thì nó là mang tính chất là hàng sản xuất thương mại thôi. Tuy nhiên là cái bộ thân vỏ này thì của nó rất là độc đáo. Nói chung cái dòng này thì đeo lên tay thì đảm bảo 100% với các bạn là nó không đụng hàng. Nói chung là một bạn nào mà tay to, cân nặng trên một tạ trở lên đeo cái dòng này với cái bộ thân vỏ này thì nó không đụng hàng, đúng chuẩn hàng độc luôn. Đó, đây chúng ta có bộ núm. Cái bộ núm này nó được là làm khá là to và cũng được làm khá là trau chuốt. Cái chiếc đồng hồ này thì cũng thuộc với dạng giá cũng khá đắt tiền trong cái dòng Invicta rồi. Đây, chúng ta sẽ rút ra. Cái chiếc đồng hồ này thì có chức năng hacking, như này khi chúng ta rút núm ra này nó sẽ dừng kim dây lại. Đó, các bạn đóng núm vào thì nó sẽ tiếp tục vận hành. Cái chiếc đồng hồ này nó sẽ kèm với một cái bộ dây, đây là một cái bộ dây cao su các bạn nhé. Cái bộ dây cao su này thì nó cũng được chạm khắc luôn, dạng in 3D. Các bạn thấy là có hình con rồng ở đây. Đây là một cái bộ dây cao su màu trắng. Các bạn sẽ thấy các chi tiết của chiếc đồng hồ có hình chạm khắc con rồng. Nói chung là nó hợp tông từ đầu đến cuối, từ cái bộ dây cho đến thân vỏ là nó đều là hiển thị một cái hình con rồng. Đó, trừ cái phần khóa này, cái phần khóa thép này thì nó sẽ là khóa đúc rồi, có logo Invicta. Đây chúng ta có một cái thẻ tác 1.495 đô la. Tất nhiên là cái giá bán ra thì nó rẻ hơn nhiều. Đây là cái thẻ tác nguyên bản ở trong cái shop của bên Mỹ và bên Nhật. Cái bộ dây này đang còn mới, đang còn được bọc ni lông các bạn nhé. Lật ra nắp đáy phía sau thì các bạn có một cái nắp đáy được làm từ thép không gỉ. Đó, và các bạn có thêm một cái lớp kính sapphire trong suốt. Cái phần nắp đáy này thì nó cũng được chạm khắc. Đấy, tuy nhiên là cái phần chạm khắc này thì nó cũng tương đối đơn giản thôi, nó không có hình con rồng giống như ở phần mặt trước. Đấy, và thông qua nắp đáy này thì các bạn thấy được cái cỗ máy bên trong nó rất là rõ ràng. Đây là máy NH38A của Senko. Đấy, có dòng chữ SEE Senko Instrument. Cái dòng này là của đơn vị của một cái đơn vị của trong tập đoàn Senko. Cái dòng máy của họ thì về cơ bản thì máy nó là dạng máy bình dân thôi, nó không quá cầu kỳ về mặt hoàn thiện cũng như là về mặt tính năng. Và tuy nhiên là về cái độ ổn định cũng như chất lượng của máy Senko thì có lẽ là mình cũng không cần phải nói nhiều. Về cơ bản là cái dòng sản phẩm này thì họ cũng làm tương đối là chất lượng và được nhiều hãng đồng hồ trên thế giới họ mua về để sử dụng cho những chiếc đồng hồ của họ. Ở cái con Valencott này thì chúng ta các bạn thấy là chúng ta có dòng chữ SIN 1837, năm khai sinh của cái dòng sản phẩm này. Đây có dòng chữ Invicta. Một cái chiếc đồng hồ nó rất là khủng bố. Nói chung là cái dòng sản phẩm này thì những anh em như kiểu như thấp bé nhẹ cân như kiểu mình thì đeo không được. Nói chung là người bình thường thì hơi khó đeo một chút. Cái dòng sản phẩm này anh em nào dạng như là người to này, khoảng tầm 1 tạ đến 1 tạ 3 trở lên, thậm chí là có thêm một tí xăm trổ, anh em xã hội có thân hình cao to, chúng ta đeo vàng, đeo bạc nhiều, chúng ta kết hợp với những cái dòng đồng hồ như thế này thì là hợp nhất. Và nó rất là đẹp. Cái đặc trưng của cái dòng sản phẩm Dragon của Invicta thì nó rất là cá tính và nó tôn lên cái nét phong trần của cái người đeo. Cho nên là bản chất khi mà người đeo cũng phải phối một cái trang phục, cũng phải là nó cũng phải hầm hố một chút, và cái ngoại hình cũng phải là to cao, khuôn mặt cũng phải dữ dằn một chút.
Đấy, thì chúng ta đeo cái dòng sản phẩm này thì nói chung là không còn cái gì để chê cả, rất tuyệt vời. Đây, mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Đối với mình thì cái dòng này thì chỉ đeo được trên cổ chân rồi, không đeo được trên cổ tay. Nói chung cổ tay thì cái này bác nào phải cổ tay khoảng tầm 19 cm, đấy thì từ 19 cm trở lên thì đeo mới tuyệt vời được. Tức là một người phải có thân hình cao to và có cổ xương cổ tay to thì chúng ta đeo cái dòng này nói chung là chấm hết. Mình đã từng nhìn thấy một vài người, một vài bác đã từng lấy một vài cái chiếc này về rồi đấy, và đeo lên cổ tay thì nói chung là những người cao to đeo cái dòng này nó đẹp lắm. Thật sự mà nói là mình hơi ghen tị một chút so với cổ tay của những người to, bởi vì là họ đeo cái dòng này nhìn nó rất hầm hố, rất là đẹp và cực kỳ là cá tính luôn. Thật sự mà để trong cái tầm giá của cái chiếc đồng hồ này mà chúng ta kiếm được một cái chiếc mà nó cái phong cách nó làm cái con rồng từ dây đeo cho đến cái bộ thân vỏ chắc chắn như thế này, và kèm theo một cái bộ máy ổn định cũng như là cái bộ kính rồi mặt số nó làm tương đối là chất lượng trong cái tầm giá thì nói chung là không có nhiều. Đây, mình sẽ quay một vòng lần nữa cho các bạn xem. Rồi, video sẽ chấm dứt ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video clip mới nhất nhé.